Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Dự Khánh cùng chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, hoa mắt chóng mặt là triệu chứng gặp ở rất nhiều người. Và để hiểu rõ hơn và có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho triệu chứng này, chúng ta hãy cùng gặp chuyên gia của chương trình, đó là Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào Dược sĩ ạ. Xin chào MC Dương Khánh, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa Dược sĩ, tình trạng hoa mắt chóng mặt được rất là nhiều người chia sẻ hay gặp trong cuộc sống. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng này ạ? Thực ra là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Trong đấy đầu tiên chúng ta phải kể đến các cái nguyên nhân từ bệnh lý. Chẳng hạn như những người bị mắc các bệnh như sau thì rất là hay có biểu hiện của cái bệnh hoa mắt chóng mặt, như là bệnh tăng huyết áp, hạ huyết áp, những cái bệnh rối loạn vận mạch, những cái bệnh rối loạn tiền đình, thiếu máu liên não, hoặc ngay cả kể những cái bệnh liên quan đến những cái chấn thương ở vùng đầu. Nguyên nhân thứ hai có thể dẫn đến cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt đấy là do bị mất nước quá nhiều, thời tiết quá nắng nóng. Đôi khi thì nó lại là triệu chứng thoáng qua của những cái bệnh đột quỵ hay là những cái bệnh rối loạn hội chứng tai trong. Thậm chí hoa mắt chóng mặt nó lại còn biểu hiện của những cái bệnh liên quan đến stress, căng thẳng, vân vân. Đấy, có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến mà nó có cái biểu hiện của cái chứng hoa mắt chóng mặt này. Vậy thì có khi nào chứng hoa mắt chóng mặt không được điều trị kịp thời thì sẽ gây đến những biến chứng sức khỏe khác không ạ? Đúng như bạn nói, hoa mắt chóng mặt là một biểu hiện gặp ở rất là nhiều tình trạng khác nhau. Nếu như hoa mắt chóng mặt nó chỉ là những biểu hiện của những bệnh nhẹ như là bệnh mất nước, bệnh thiếu máu lên não tạm thời, hay là những cái bệnh liên quan đến sốt, những bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn, thì hết những cái bệnh đấy thì mình có thể là hết các triệu chứng đấy. Nếu như hoa mắt chóng mặt nó chỉ là tác dụng phụ của một số thuốc khi mình dùng ấy, thì khi mình ngưng dùng thuốc nó cũng hết. Tuy nhiên nếu như cái triệu chứng này nó kéo dài mà nó lặp đi lặp lại nhiều thì nó lại là biểu hiện của những cái bệnh lý khá là nặng. Đơn giản nhất hoặc là nhẹ nhất đấy là các cái bệnh rối loạn tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, những cái bệnh thiểu năng tuần hoàn não. Còn nặng hơn nữa thì nó lại là biểu hiện của những cái bệnh lý nặng hơn như là nhiễm độc trì này, những cái bệnh liên quan đến khối u ở vùng não. Dương Khánh thấy tình trạng hoa mắt chóng mặt gặp khá nhiều ở những người cao tuổi. Vậy tại sao ở độ tuổi đó lại mắc chứng này rất nhiều ạ? Có rất là nhiều bệnh lý nó dẫn đến các triệu chứng này, như là bệnh liên quan đến huyết áp này, tim mạch này, những cái bệnh liên quan đến rối loạn vận mạch, hay là những cái bệnh liên quan đến rối loạn tuần hoàn não. Mà ở người già thì những cái bệnh này là những bệnh khá là phổ biến và rất là hay gặp phải, đúng không ạ? Hơn nữa ấy, thì là ở người già thì cái sức đề kháng của người ta cũng kém đi, các cái hệ thống vận mạch, động mạch hoặc là các cái tế bào thần kinh cũng kém đi rất là nhiều. Ở người già ấy thì cái sự chuyển hóa giữa các cái chất ấy để cung cấp cho các cái tế bào, nuôi các tế bào, đặc biệt là cái tế bào thần kinh, nó cũng kém đi. Do đó là cái nguy cơ mà mắc bệnh ở người già thì nó sẽ lớn hơn ở các bạn trẻ. Thưa dược sĩ, là theo Dương Khánh biết, trong đông y có rất là nhiều vị thuốc chữa chứng hoa mắt chóng mặt. Vậy thì dược sĩ có thể kể một vài vị thuốc để điều trị cái chứng này không ạ? Đúng rồi, trong đông y thì có rất là nhiều các vị thuốc để chữa cái triệu chứng này. Nổi trội nhất lên chúng ta phải thấy đấy là cái ginkgo biloba ấy. Bây giờ rất là nhiều sản phẩm có cái thành phần này. Thì ginkgo biloba nó là một cái dược liệu quý mà nó được chiết xuất từ cao bạch quả. Nó có tác dụng là đưa máu lên não, cung cấp oxy để nuôi dưỡng các tế bào thần kinh trên não. Và ngoài ra thì nó còn có tác dụng là nó trung hòa các cái gốc tự do ấy. Mà các gốc tự do này là những cái mà nó phá hủy các cái tế bào thần kinh.
Do đó là kết hợp giữa cái nhiều cái tác dụng là đưa máu lên não này, cung cấp oxy cho tế bào thần kinh và trung hòa các gốc tự do, thì ginkgo biloba ấy nó được xem như là một cái dược liệu quý và rất là hiệu quả trong cái việc điều trị các cái chứng bệnh liên quan đến rối loạn tuần hoàn não, trong đấy có biểu hiện là hoa mắt chóng mặt. Cái dược liệu thứ hai mà tôi muốn kể đến đấy là chính là cái cao đinh lăng. Cái này thì ông cha ta thì cũng dùng rất là nhiều rồi. Cao đinh lăng thì được biết đến với tác dụng là nó giúp lưu thông tuần hoàn máu, giúp giảm các cái triệu chứng xơ vữa động mạch, giúp giảm các cái triệu chứng đau đầu, hoa mắt. Thêm nữa có một vị dược liệu quý mà tôi được biết đến đó là cái cao đỏ ngọn. Cao đỏ ngọn thực ra là nó đã dùng ở bên nước ngoài rất là lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng mới có một số sản phẩm là có cái cao này, như là cái sản phẩm bát não tiên. Thì cao đỏ ngọn nó có tác dụng là giúp là lưu thông tuần hoàn máu não, nó còn hỗ trợ để điều trị các cái chứng bệnh như là rối loạn tuần hoàn não này, xơ vữa động mạch đấy. Kết hợp giữa nhiều dược liệu như thế thì hiện tại trên thị trường cũng có rất là nhiều sản phẩm mà đã được kết hợp nhiều dược liệu quý để giúp hoạt huyết lưu thông máu não. Vậy hiện nay trên thị trường có những sản phẩm nào có chứa những vị thuốc như dược sĩ vừa chia sẻ được cấp phép và an toàn cho người sử dụng, và dược sĩ có thể chia sẻ cho khán giả biết là cái chế độ dinh dưỡng nào phù hợp với chứng bệnh này ạ? Trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm có chứa các cái vị dược liệu này. Trong đấy tôi được biết đến là có cái thực phẩm chức năng bát não tiên. Thì cái thực phẩm này đã được Cục An toàn Thực phẩm cấp phép, và hơn nữa là còn được sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt là nhà máy công ty dược phẩm Phương Đông đạt tiêu chuẩn GMP. Sản phẩm bát não tiên thì nó có cái cách sử dụng rất là tối ưu, đó là nó chia hẳn ra hai viên, một viên dùng ban ngày có tác dụng hoạt huyết và viên ban đêm có tác dụng an thần. Vì thế là khi kết hợp giữa hoạt huyết và an thần thì nó sẽ cải thiện được rất là nhiều các triệu chứng hoa mắt chóng mặt, đau đầu. Hơn nữa ngoài việc dùng thuốc hoặc dùng sản phẩm các cái sản phẩm hoạt huyết theo cái liệu trình như nhà sản xuất đã đưa ra, thì kết hợp vào đó thì bạn cũng nên có một cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng rất là hợp lý để cải thiện tốt cho những người bị chứng hoa mắt chóng mặt. Thì chúng ta đầu tiên là phải cung cấp đủ nước, thứ hai là trong các bữa ăn phải cung cấp đầy đủ các cái vitamin, các cái khoáng chất, và đặc biệt lưu ý cho tôi cái phần thực phẩm chứa cái folate. Folate là một cái tiền chất của acid folic, là một trong những cái thành phần mà nó giúp cho các dây thần kinh và để nó chống được những cái dị tật của các dây thần kinh ấy. Đấy là cũng một cái hoạt chất rất là cần thiết phải bổ sung. Ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp tập luyện những bài tập nhẹ nhàng như là đi bộ này, tập yoga hay là đạp xe đạp. Thêm một cái chế độ nữa mà cần lưu ý cho những người hoa mắt chóng mặt, đấy là mình cần có cái chế độ đi ngủ. Mình phải đi ngủ đủ giấc, tốt nhất là đi ngủ trước 11 giờ, ngủ đủ giấc là từ 7 đến 8 tiếng. Dương Khánh thay mặt toàn thể quý vị khán giả cảm ơn dược sĩ về những chia sẻ rất là hữu ích về sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những phút vừa rồi của chương trình sẽ phần nào giúp cho quý vị và các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Và để được tư vấn kỹ hơn, xin quý vị liên hệ tới hotline 033 567 2008 và địa chỉ hòm thư tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.